Thực vị nếu cần thiết thì ngân hàng nhà nước sẽ bán ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là khẳng định của ngân hàng nhà nước trước tình hình tỷ giá liên tục tăng cao những ngày vừa qua và các ngân hàng thương mại đã chính thức bán ra trên 23.000 đồng một đô la Mỹ. Ngày 1 tháng 1, 2018, 1 đô la Mỹ mua tại ngân hàng Vietcombank là 22.735 đồng. Vào cuối giờ chiều ngày 2 tháng 7, mức giá này là 23.075 đồng đổi 1 đô la. Tham chiếu trên con số này thì tỷ giá đã tăng gần 1,5%. Nguyên nhân tăng tỷ giá được đánh giá là do tác động từ bên ngoài. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã hai lần tăng lãi suất, dự kiến sẽ còn tăng hai lần nữa trong năm nay. Chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá trên thị trường quốc tế. Sau nửa năm, ngân hàng nhà nước đã đã mua ròng hơn 11 tỷ đô la, dự trữ ngoại hối qua đó đã đạt khoảng 63,5 tỷ đô la. Chính vì vậy, ngân hàng nhà nước cam kết sẽ sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết. Từ cuối tháng 5 đến nay có một số ngày tỷ giá tăng khá nhanh, tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn đảm bảo, trạng thái ngoại tệ vẫn duy trì ở mức dương, các giao dịch ngoại tệ diễn ra thông suốt, mọi nhu cầu mua ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ kịp thời.